Buổi chiều ngày hôm nay em Hùng sẽ giới thiệu đến cô bác anh chị chúng ta một căn nhà phố siêu ngột. Chủ nhà đang đại hạ giá sâu gần 2 tỷ đồng thanh khoản gấp. Căn nhà có diện tích ngang 4m2, chiều dài 15m, thiết kế một trệt, một lửng và 3 tầng lầu. Theo mẫu kiến trúc lửng ngược năm 2023. Căn nhà đang có hướng chính bắc, tọa lạc trên trục đường Lê Đức Thọ, ngay ngã tư Lê Đức Thọ và Lê Văn Thọ thuộc phường 14 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà đường xe hơi xe tải vào thoải mái và dễ dàng nha quý vị. Căn nhà thiết kế theo mẫu kiến trúc hiện đại, không gian xanh mát, tặng kèm full nội thất bên trong. Nhà thiết kế có gara xe hơi, phòng bếp, phòng khách, 4 phòng ngủ, phòng giặt thờ và sân thượng trước sau. Quý vị đang ngắm nhìn mặt tiền mặt chính căn nhà này. Căn nhà này có hướng chính là hướng bắc nha quý vị. Và chúng ta sẽ cùng em Hùng ngắm nhìn con đường nhé. Con đường này thì con đường tới 8m, đường nhựa, hai xe hơi xe tải tránh nhau thoải mái luôn. Quý vị thấy này, xe hơi đậu chỉ hết 1/3 con đường thôi. Đường này thì rất là đẹp, khu này là khu phân lô và đường rộng, điện âm, nước âm. Quý vị nào đang tìm mua nhà thì có thể đến tham quan cái khu phân lô này. Ở đây thì đang có mấy lô đất chào bán, cũng giá bán là 100 triệu đồng mét vuông nha quý vị. Và ở đây thì quý vị sẽ có một cái khu phố đồng bộ an ninh, có tầm 20 căn nhà. Và chúng ta sẽ cùng em chiếu lên mặt tiền mặt chính căn nhà đang được chủ nhà hạ giá sâu tới 2 tỷ đồng bán nhanh nhé. Giá bán bây giờ chào ra chỉ còn hơn 7 tỷ một tí thôi. Nhà thiết kế quá đẹp với hai lớp cửa sát nhau, một khu vực gara đậu ô tô dài khoảng tầm 6m, quý vị đậu vừa chiếc xe ô tô từ 4 đến 7 chỗ và đậu thêm được vài chiếc xe máy nữa. Phía dưới thì được ốp gạch sàn 80, có thêm tủ giày dép và hai bên tường ốp gạch lên cao phun trần. Di chuyển vào trong thì quý vị sẽ đến với không gian phòng bếp trên tầng trệt và phòng khách chúng ta sẽ nằm trên tầng lửng ngược nha mọi người. Khu vực không gian phòng bếp thì quý vị sẽ có bàn ăn 6 ghế này, khu vực không gian phòng ăn riêng, khu vực không gian bếp nấu phía sau riêng biệt, với cái bên không gian phòng ăn là hệ thống tủ rượu kết hợp với bếp quầy bar phía sau. Nhà thì full nội thất, quý vị sẽ được tặng kèm full khi mua. Dưới cầu thang thì quý vị sẽ có không gian phòng vệ sinh trên tầng trệt nha quý vị. Không gian bếp thì có tủ bếp trên dưới này, bếp âm, bồn rửa chén bát, giá kệ để chén bát và tủ đựng gạo. Đây là không gian bếp của căn nhà. Nhà thì dưới tầng trệt được ốp gạch hầu như là phun trần. Dưới cầu thang thì quý vị sẽ có không gian phòng vệ sinh, bao gồm bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm, hoa sen và gương soi. Khu vực phía sau thì quý vị nhìn ra khu vực lấn ngược này, nhìn lên và nhìn ra bên ngoài chỗ khu vực đậu xe hơi xe máy. Nhà lấn ngược nên rất là đẹp và ngang 4m2, độ dài 15m, sổ hồng riêng, giấy tờ đầy đủ pháp lý rõ ràng, quý anh chị mua bán công chứng nhanh gọn ngay trong ngày. Di chuyển theo cầu thang được ốp đá hoa cương màu trắng kết hợp với đèn led tay vịn gỗ sồi, lan can kính cường lực. Quý vị cô bác sẽ cùng em di chuyển lên không gian lửng ngược, khu vực không gian phòng khách của căn nhà. Nhà này thì có 6 phòng vệ sinh, không gian phòng khách trên lửng có vệ sinh luôn nha quý vị. Chúng ta đang đến với không gian phòng khách trên tầng lửng này, bên ngoài là lavabo rửa mặt, phía sau dưới cầu thang là phòng vệ sinh. Cái bên thì có những bức tranh rộng và bự, có không gian phòng khách ở đây với full nội thất tặng kèm, bao gồm sofa, màn hình TV 65 inch, tủ kệ TV và tủ rượu. Đây là không gian phòng khách của căn nhà nhé, nằm ngay khu vực lấn ngược nha quý vị. Chủ nhà đang ngụp sâu nên giảm sốc gần 2 tỷ đồng bán nhanh. Giá bán bây giờ bên nhà đất Hùng chào bán cho căn nhà phố lấn ngược đường xe hơi xe tải vào thoải mái và dễ dàng này chỉ còn 7 tỷ 850 triệu đồng thôi. Còn thương lượng mạnh nha quý vị. Hướng chính là hướng bắc, phù hợp cho cô bác anh chị mình thuộc mệnh phong thủy là đông tứ trạch. Ở đây thì chủ nhà xây 2 căn, đã bán được 1 căn rồi, chúng ta chỉ có 1 căn duy nhất thôi. Và giá bán thì rất là mềm rồi, quá mềm luôn nha mọi người, quá rẻ nữa. Đất ở đây thì quý vị mua một lô thì cũng tầm gần 6 tỷ rồi. Có mấy lô dài thì lên tới 8 tỷ nha quý vị, 100 triệu mét vuông. Và những cái lô 420 thì người ta đang chào bán với giá là hơn 8 tỷ, 85 mét vuông nha quý vị, 8 tỷ rưỡi. Và di chuyển lên trên lầu thì quý vị sẽ có không gian phòng ngủ. Nhà thì có 4 phòng, đầy đủ nội thất tặng kèm. Quý vị sẽ cô bác sẽ cùng em tiến vào không gian phòng ngủ số 1. Tất cả phòng ngủ đều có vệ sinh trong. Phòng ngủ thì có tủ áo, tủ kệ TV, giường ngủ 2m, chăn ga gối nệm, bàn trang điểm. Phía sau có cửa sổ ra khu vực sân sau. Và full nội thất bao gồm cả máy lạnh này. Quý vị nhìn này, phòng ngủ rất là đẹp, màu sắc rất là sang nha quý vị. Đây là không gian phòng ngủ số 1 của căn nhà. Máy lạnh được đặt ngay trên cửa ra vào và tủ áo đóng full trần. Còn bên đây là không gian vệ sinh với lavabo, rửa mặt, bồn cầu, vòi tắm hoa sen và gương soi. Phòng vệ sinh ốp gạch full trần. Và ra bên phía đằng trước thì quý vị sẽ đến với không gian phòng ngủ số 2. Phòng ngủ phía đằng trước của căn nhà. Nhà thì làm với một tông màu khá là hiện đại và sang nha.
Đây là không gian phòng ngủ số 2. Phía ngoài bên đây thì quý vị thấy có ban công lên tới mét 2, có cây xanh lan can cao và hệ thống cửa nhôm ba lùa 4 cánh ra khu vực mặt tiền chính. Phòng ngủ thì số 2 này cũng đầy đủ nội thất, bao gồm cả giường ngủ, chăn ga, gối nệm, bàn trang điểm, tủ áo, tủ kệ, tivi và vệ sinh trong. Sàn phòng ngủ thì được chủ nhà ốp gạch giả gỗ nha mọi người. Ngang 4m2, độ dài lên tới 15m, thiết kế một trệt một lửng 3 lầu, có chỗ đậu xe hơi riêng biệt. Xây rất là đẹp, hướng chính là hướng Bắc, phù hợp cho quý vị chúng ta thuộc mệnh phong thủy là Đông Tứ Trạch. Và giá bán chủ nhà đang ngụp sâu, giảm liền 2 tỷ đồng cho quý vị thiện chí mua. Giá bán bây giờ bên nhà đất Hùng chào bán lại căn nhà này chỉ còn 7 tỷ 850 triệu đồng thôi và còn thương lượng mạnh nha quý vị. Quý anh chị cô bác đang tìm mua nhà trên địa bàn quận Gò Vấp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, quan tâm đến sản phẩm nhà phố quá đẹp, quá sang, thiết kế hiện đại, sang trọng và nội thất cao cấp, quý vị mua thì chỉ việc xách vali quần áo về ở này thì hãy gọi về cho bên Hùng để được tư vấn và đi xem nhà miễn phí nhé. Căn nhà chúng ta thì đang tọa lạc trên trục đường ngay ngã tư Lê Văn Thọ và Lê Đức Thọ, thuộc phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đường xe hơi 8m, xe hơi xe tải vào nhà thoải mái và dễ dàng. Và cách công viên làng hoa khoảng tầm 500m. Di chuyển về sân bay Tân Nhất khoảng tầm 10 đến 15 phút đi xe máy. Đi về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm 25 đến 30 phút thôi. Vị trí quá đẹp, đường xe hơi xe tải to rộng. Và giá bán thì chủ nhà đang hạ sâu tới 2 tỷ đồng. Giá chốt nhanh bây giờ quá rẻ rồi. Quý vị nào đang tìm mua nhà thì còn chần chừ gì mà không gọi ngay cho em Hùng để đến tham quan và sở hữu ngay sản phẩm nhà phố đẹp, đường xe hơi thông và giá bán thì quá rẻ, hướng Bắc Đông Tứ Trạch. Quý vị cô bác nào đang tìm mua nhà thì hãy nán lại xem qua sơ qua căn nhà này. Nếu cảm thấy phù hợp với túi tiền, nhu cầu sử dụng, nhu cầu ở của đại gia đình mình, hãy gọi về cho bên em để được tư vấn và đi xem nhà miễn phí nhé. Trên không gian sân thượng thì quý vị sẽ có không gian phòng giặt, phòng thờ, phòng xông hơi và sân thượng của căn nhà nha quý vị. Ở đây thì quý vị sẽ có không gian phòng xông hơi này và khu vực giặt đồ. Khu vực không gian phòng xông hơi thì có vệ sinh trên sân thượng này, kết hợp với lavabo rửa mặt, một bên là không gian bồn tắm đứng, một bên là không gian phòng xông hơi khô đá nóng. Kế bên đây thì quý vị sẽ có bồn tắm nằm và khu vực để máy giặt đây. Phòng này là phòng số 5, phòng số 5 thì chúng ta làm phòng xông hơi khô đá nóng kết hợp với tắm nằm thư giãn và khu vực giặt đồ. Và bên ngoài đây là kho và phòng thờ. Khu vực không gian phòng thờ thì khá là rộng, chủ nhà làm sẵn cửa và có sơn màu trắng cũng như là ốp gạch trang trí khá đẹp. Đây là không gian phòng thờ nha quý vị. Và ngoài đây chúng ta sẽ đến với khu vực sân thượng phía trước. Sân thượng phía trước căn nhà thì có thể trồng rau, trồng cây, trồng hoa rất là tuyệt vời. Và giá bán chủ nhà đang hạ giá sâu tới 2 tỷ đồng bán nhanh, chỉ còn 7 tỷ 800 triệu đồng thôi còn thương lượng. Quý vị của bác quan tâm đến căn nhà đường xe hơi xe tải này thì gọi về cho bên em để được tư vấn và đi xem nhà miễn phí nha. Đường rất là rộng nha quý vị, khu nhà lầu xanh mát, trẻ em vui chơi đông đúc tiện nhịp và giá bán thì quá là rẻ, chỉ 7 tỷ 800 thôi. Quý vị của bác quan tâm thì gọi cho em để được tư vấn trực tiếp nhé. Huy Hùng xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.